Mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên của chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng qua đạt hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo ước tính, số du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 năm 2016 là khoảng 790.000 lượt khách, giảm gần 4% so với lại tháng trước nhưng vẫn tăng 11,9% so với lại cùng kỳ năm 2015. Hầu hết các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua đều tăng, trong đó khách từ Hồng Kông tăng 43,3%, từ Trung Quốc tăng 47%, từ Hàn Quốc tăng 30,2%, từ Ý là 29,2%, Thụy Điển là 27,1%, Anh 23%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc thu hồi đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Hakwata Việt Nam và công ty cổ phần Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư xây mới cầu Bưng. Thưa quý vị, công trình có tổng mức đầu tư là 51 tỷ đồng kéo lưới điện từ trung tâm xã Thạnh An về ấp đảo Thiên Liên bằng cáp ngầm trung thế xuyên sông và rừng có chiều dài là 6.646 mét cùng với 3.000 mét đường dây nối, 5.000 mét đường dây hạ thế và lắp đặt 200 điện kế cho người dân. Ấp đảo Thiên Liên có diện tích hơn 13.000 hectare, chủ yếu là rừng ngập mặn, là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Việc lưới điện về đến đảo giúp cho người dân có môi trường làm việc tốt hơn, nâng cao mức sống. Thưa quý vị, tàu cao tốc 2 thân trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu và ngược lại được đưa vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khách sẽ được đón tại bến tàu khách Nhà Rồng, khu vực chung với bến tàu Cánh Ngầm, còn ở Vũng Tàu là bến Cầu Đá. Với tốc độ 55-60 km/h, tàu chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu mất khoảng 1 giờ 15 phút. Tàu có ưu điểm là chạy êm, do hai thân nên tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là không tạo sóng gây ảnh hưởng đến các tàu khác. Tàu do kỹ sư trong nước thiết kế và sản xuất, máy móc được nhập từ nước ngoài. Tàu có hai máy nên sẽ không bị chết máy trôi dạt trên sông biển. Hệ thống chân dịch cũng có thể được thay thế trong vòng 5 phút nếu gặp sự cố. Giá vé tàu cao tốc 2 thân là 250.000 đồng mỗi lượt. Vé dành cho hành khách trên 62 tuổi có giá là 180.000 đồng. Giá vé cho trẻ em dưới 11 tuổi có giá là 120.000 đồng. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Trên tàu có Wi-Fi tốc độ cao và máy lạnh công suất lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Thành phố hôm nay.